Hello. Rồi. Mời các đội trẻ sinh ra chúng ta và cô Trang. Rồi các đội chúng ta cũng được tổ chức. Rồi các em của đội trẻ FC Phục Xuân chúng ta tập trung. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đội tài, các cầu thủ của 16 đội bóng và các cổ động viên yêu quý, và chào tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Vậy là giải đấu sân cỏ nhân tạo Hùng Dương năm 2022 của chúng ta đã kết thúc sau 9 ngày tranh tài. Giải đấu lần này thu hút 16 đội bóng, trong đó có 15 đội trên địa bàn huyện Sơn Hà và một đội bóng là đội khách mời là FC Trẻ Sơn Giang, là các em ở bên Đà Tăng. Giải đấu được chia làm 4 bảng thi đấu từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022. Với tinh thần nhiệt huyết cao thượng, trung thực và đoàn kết, tập play, các đội bóng đã có hiến cho khán giả những trận đấu hay với những bàn thắng đẹp bét từ góc pha bóng xuất xa đánh đầu, tình huống cố định và phối hợp nhóm. Mặc dù thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng của các trận đấu sang trên sân bóng, các cầu thủ yêu quý của chúng ta đã có hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay đạt kết quả hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn khá cao. Chúng ta có nụ cười của niềm vui, có những giọt nước mắt nối tiếp. Sau hơn tất cả là giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đội bóng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, cảm ơn các trọng tài đã hoàn thành xuất sắc công việc điều khiển các trận đấu vô tư đúng luật, và đặc biệt các cổ động viên đã trao hết mình cổ vũ cho các cầu thủ. Chính họ đã đóng góp vô cùng quan trọng cho giải đấu thành công tốt đẹp. Cuối cùng thì đến giờ phút này thì chúc vô địch của giải bóng đá sân cỏ nhân tạo Hùng Dương năm 2022 đã tìm ra được chủ nhân là đội FC Nông Sản Lý Đại đã giành ngôi vô địch. Xin chúc mừng. Và đội đoạt giải nhì là đội Hoàng Sport. Đoạt giải nhì, đội giải ba, đội FC Hà Nguyễn. Và đội phong cách là đội khách mời FC Trẻ Sinh Giang. Ngoài ra ban tổ chức cũng sẽ trao một số giải phụ như thủ môn xuất sắc và vua phá lưới. Vua phá lưới được trao cho cầu thủ Lý Văn Tình của đội FC Đồng Đội, và thủ môn xuất sắc được trao cho Đinh Văn Thường của đội Nông Sản Lý Đại. Mời hai vận động viên chúng ta tiến về trước. Đầu tiên là thủ môn. Đây là cặp đôi của cặp đôi hoàng áo. Cặp đôi hoàng áo.
Làm khai luôn. Rồi, xin chúc mừng. Cục đường hả? Và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là cầu thủ Lê Văn Tình của đội FC Đồng Đội. À, mời đại diện. Hạ tầng một lệ. Hạ tầng mi cơ rực lệ gồ gồ. Cục đường hả? Rồi xin chúc mừng. Rồi tiếp theo chương trình mời đội giải phong cách là đội FC Trẻ Sinh Dân. Chúng ta tiến về phía trước, chúng ta nhận giải. Mời đội phong cách. Rồi tại giải đấu lần này mặc dù các em còn rất trẻ nhưng đã thi đấu rất hay. Và đặc biệt là cầu thủ số 7 của đội trẻ Sơn Giang thi đấu rất tốt. Một lần nữa kính chúc cho tất cả các em sức khỏe, hạnh phúc. Và chúng ta cố gắng tiếp tục tập luyện để đạt thành tích cao hơn trong các mùa giải là sao.